Vâng, xin mời quý vị chúng ta cùng trực tiếp ngắm cái cảnh mà An Tây sau khi chốt xong sẽ cho xe cỏ về luôn. Một cái giây phút đón cụ cây về nhà. Đây là một cái tác phẩm cây xanh đắm điền, nói là rất là quý. Độ già, độ nhu cục của cây. Đó là cái lưu cục như ốc bọng. Xin chào Hoàng Lịch Hiệp nhé. Đây là cái hành trình đưa tác phẩm về nhà vườn An Tây. Vì ngõ nhỏ nên công tác vận chuyển rất phức tạp. Vâng, cây quý thì đến bây giờ cũng đã về xe cỏ, đã cho về đến vườn của nhà vườn An Tây Garden tại Chí Linh, Hải Dương. Một cái không gian phải nói nó rất đẹp. Bây giờ chúng ta cùng nhau ra để tham quan hạ cây xuống vườn cùng với gia đình em An Tây đón cây về nhà. Xe cỏ đang chuẩn bị cổ cây vào đưa tác phẩm vào vị trí đắc địa trong sân vườn. Chúng ta tạm thời ngắm cái không gian vườn cảnh của nhà em An Tây Garden. Một cái không gian quá là đẹp quý vị ạ. Phải nói là đẹp như một cái công viên thu nhỏ, đầy đủ các hệ thống bể cá coi, rồi có hồ bơi riêng, không gian sân vườn đẹp như mơ. Đang chuẩn bị chào đón tác phẩm quý về vườn. Vườn này thì rất đa dạng và chủng loại các loại cây và rất nhiều những cái tùng quý. Được. Xin chào An Tây Garden. Chào anh nhá, Đinh Vượng nhá, chào cả nhà nhá. Cả nhà chuẩn bị ra đón tác phẩm quý với vườn nhá. Đang chuẩn bị hạ xuống đây. Tranh thủ lúc đang chuẩn bị hạ cây xuống thì bonsai Đinh Vượng sẽ tiếp tục quay cái cảnh không gian sân vườn với nhiều tác phẩm quý đẹp ở đây quý vị nhé. Và kia là một bộ ba cây tùng như ý cát tường và một cây trực ở giữa.
vườn này vừa rồi thì đã sưu tầm được rất nhiều những cây quý về vườn trong một cái giai đoạn rất ngắn. Thế nhưng mà An Tây Garden đã đầu tư một cách quyết đoán, nhanh gọn nhẹ, đưa những tác phẩm quý về vườn. Đây là một tác phẩm đã từng giao dịch với anh Thủy Hải Dương đây. Anh Thủy ở Hải Phòng. Mọi người đang trong cái công tác chuẩn bị để đưa tác phẩm xuống thì Bonsai Đinh Vượng cứ tranh thủ quay những tác phẩm đẹp ở vườn này cho quý vị xem. Tác phẩm này có cái tên là Tiên Hạc Độ Nhân. Chào em Mạnh, tưới nhiều nước thế em Mạnh ơi. Một cây bóng dáng quá đẹp, quá phiêu. Bây giờ thì cả nhà đang hồi hộp chào đón tác phẩm quý quý về vườn. Cái cần với vào hơi dài, xe đứng ở ngoài hơi xa, với cần hơi xa, phải dê vào từng tí một, cây nó cũng rất to và nặng. Ngoài nhìn chuẩn chưa? Dọc chuẩn chưa? Đặt đấy, đặt đấy. Không phải giữ căng cát để tuần chạy anh. Tuần chạy hay lắm. Được chưa?